Rồi shop của anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 20 tháng 7, em sẽ lên kỳ cho anh em là 567 nha. Thì kỳ 567 này em lên cho anh em là 12 cây cần. Đó, 12 số. Thì là mấy cây này mấy cần đa số là cần 2 khúc nha. Cần 1 khúc cũng có nữa ha anh em. Hai số đầu là cần 1 khúc nha, còn lại là cần 2 khúc hết. Thì mấy cây này là có cần tháp đọt nha anh em. Là cần là độ đọt á, độ đọt, độ gốc, gốc với đọt không trùng nhau nhưng mà nó khớp với nhau, là lên hết trơn nha, là nói chung là đưa vô là nó khớp hết trơn đó. Thì anh em nào mà lưu ý mình là mình chốt hàng nha đó. Mấy cây này fan Fuji hết trơn luôn, cần rất là chất lượng nha anh em đó. Anh em nào thích mà giá rẻ mà chất lượng thì đây à. Rồi thì phí ship mặc định bên em là 30.000, anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Còn anh em nào mà chuyển khoản là bao ship luôn. Rồi lên hàng nha anh em, thì số điện thoại em ở đây là 0988546535 nha. Rồi em sẽ lên từng cây, em sẽ nói từng cây cho anh em ha. À, đầu tiên mã số 1 là em combo cho anh em là ba cây cần câu tôm. Đây, ba cây này anh em câu tôm, câu cá vặt đồ là quá là ngon luôn. Ba cây cần một khúc. Đó, thì ba cây này là một khúc, hai cây là phân tay nha. Hai cây là phân tay, một cây thì là có máy nha, có bát đầy đủ hết trơn luôn. Đó, một cây là máy. Thì đặc biệt ba cây này là khoen Fuji hết trơn nha anh em. Đây, dàn khoen Fuji hết trơn anh em nhìn nè. Đó, lên một bộ khoen Fuji này là anh em biết bao nhiêu tiền rồi. Đó, anh em ra ngoài anh em chợ anh em mua một bộ khoen đi, nó cũng dao động tầm 100 mấy chục ngàn, chưa kể có bu nữa. Đó, đây bu là bu chống sắn hết trơn luôn nè, bu Fuji chống sắn luôn. À đấy, thì đây anh em nào mà câu tôm, câu bè, câu cá vặt đồ đó thì mình lấy nha. Mấy cây này là cần một khúc hết nha. Đây, độ dài của nó thì em sẽ chưa nói độ dài ha. Độ dài của nó là một cây này là một mét rưỡi nè. Đó, độ dài là một mét rưỡi đây ta, dao động 1,5 mét hết nha anh em. Thì ba cây này dao động là 1,5 mét hết nha. Đó, 1,5 mét hai ba cây. Đây, hai cây phân tay và một cây là một cây cần mái nha. Đây, anh em có thể câu bè câu tôm thì độ cứng nó tương đương tầm 20-30 thôi. Đó, anh em dỡ tôm, mấy cây này dỡ tôm cũng ngon lắm nha anh em. Đây, dỡ tôm thì bá cháy luôn nè. Đó, đọt là đọt đặt, đọt tháp đặt hết trơn nè. Ha, đọt tháp đặt hết. Đấy, đây nè, dỡ tôm câu cá vặt thì khỏi chơi luôn. Rồi thì ba cây này mã số là mã số 1 nha. Mã số 1 để cho anh em giá là ba cây này chỉ có 550 thôi ha. Ba cây này 550 mã số 1 nha anh em. Tiếp theo, mã số 2. Đây, mã số 2 là em lên một cây một khúc nha, một cây Ben. Cây này là một cây cần Ben của Mỹ nha anh em. Đây, phôi là phôi Ben của Mỹ nha, dàn khoen là Fuji luôn. Đây, cây này một khúc cán mút Eva, bass là bass Fuji. Đây, cây này Ben Mỹ nha. Đây, cái phôi cây này rất là dày, rất là đánh luôn, nảy luôn. Nè, đi lưu khoen nè, khoen Fuji hết trơn nha anh em. Đây, khoen Fuji, ở dưới là Fuji xứ đen. Đây, ở trên là Fuji, đây, nó thêm vô mấy cái Fuji xứ nè, xứ trắng rồi xứ đen đầy đủ hết trơn nha. Nói chung là bộ khoen này lộn xộn nha anh em, như là Fuji hết trơn. Đây, bộ khoen này lộn xộn là Fuji hết. Thì cây này cái đọt của nó rất là to luôn. Cây này anh em là có thể miền Tây thì mình câu cá dồ cá tra đủ ha anh em. Cây này cũng câu cá dồ thì khó chơi luôn. Rồi thì cây này cái đọt của nó là 3.8 ly nha anh em. Đọt là 3.8 ly. Nó đây, độ nảy của nó tương đương độ cứng nè. Độ cứng cây này tương đương là 50-80 nha. Đây, em đẩy hết tay luôn nè. Đó, thấy không? Cái độ nảy của nó là cứng nè. Đó anh em, cây này anh em câu cá dồ thì khó chơi luôn. Ha, dàn khoen Fuji khá là ngon luôn. Nó thì cây này một khúc dài 2m1 nha. 2m1. Thì cây này mã số là mã số 2, giá là 700k anh em. Đó, 700k. Cây này được phí ship. Cây này đi ship cho anh em không tầm ống nước không cũng tầm cỡ 100.000 luôn á. À, giá chỉ có 700k thôi. Tiếp theo, mã số 3. Đây nữa nè. Mã số 3 là một cái phôi của cây một cái phôi Ben nữa gì nè. Phôi này cũng giống phôi Ben quá. Đây, phôi bao vừa tích anh em. Đây, cái phôi này là bao vừa tích nha. Mua đem của nó là bài 2m1 nữa ha. Đó, cây này nó đẩy là lua, cây này lua dần khoen nè. Lua dần khoen á anh em. Cây này lua của nó là ạch xanh của nó là HKV 3OZ, là cây này lua tới 3OZ là tương đương là tầm khoảng cỡ 70-80 gram á anh em ha. Cây này lua 3OZ, 1OZ thì 28 gram đó anh em, nhân lên ha. 8 lần 3 thì 24 nha. Đó, thì 84 gram. Đó, lua mát là 84 gram, bao gồm tích. Đây, cây này nó lên bộ khoen cho anh em là bộ khoen Fuji nha, bộ khoen Fuji xứ đó. Cái khoen đề ba là khoen gặp luôn. Khoen đề ba là khoen gặp luôn đấy.
nè, này có cái đồ để gác vô đây cái phôi nè anh em, nhìn cái phôi nè, cái phôi siêu dày luôn anh em, phải thì cái phôi nó dày kìa, đó cây này carbon luôn ha anh em. Đây độ nảy thì độ nảy cây này tương đương tầm khoảng có 50-80 thôi nè, độ cứng của nó tương đương 50-80 thôi, nhưng mà đây nè em đè hết tay luôn nè, nó thử cái cần cho anh em luôn đó nè, nhúng đặt hồi luôn ha, nó đây quật cây cần cho anh em coi đó. Đây cây này hai khúc nha, cây này quá tiện cho anh em chơi luôn, anh em là câu biển câu bạo lực á thì anh em lấy nha, câu cá cha cá dồ được. Thì cây này mã số là mã số 3 nha, mã số 3 này 700k nha anh em, bán như bán cái phôi cho anh em gì đó ha. Giờ anh em cây này mà anh em muốn đẹp giờ anh em lên bu phen con nai hay là bu phen gì đó, phen xích gì đó thì khỏi chơi luôn. Rồi tiếp theo cây này là mã số 3 là 700k. Tiếp theo mã số 4, đây mã số 4 là một cây cần carbon tiếp ha. Đây một cây carbon Misaki nè, một cây carbon Misaki phen bát Fuji luôn ha. Cây này Misaki này là nội địa Nhật nha anh em, phen bát Fuji. Thì cây này cái nó có hơi cũ nha, đây nè nó hơi cũ, nhìn cái màu sơn nó hơi cũ nha. Misaki cây này cứng 50 dài 2m4 anh em đó, 50 dài 2m4. Anh em nào thích đo được cái đọt thì đây cây này quán chỉ cái đọt cho anh em luôn ha, quán chỉ đầu đọt cho anh em luôn. Đây thì cái đọt của nó là cây này đọt 3 ly nha anh em, đây bu là bu xích luôn à, bu di xích luôn, chống sắn luôn mới ghê chứ hả. Nè đây cây này là cây 2m4 nha, cứng 50 và 2m4. Thì cây này mã số 4 giá là 420k, dòng khoen bát là Fuji. Đây khoen bát là Fuji, cây này có nhìn nó hơi cũ, nước sơn hơi cũ xíu nhưng mà rất là chất lượng nha. Thì cây này nó này đọt tháp là sở tinh đặc nè, đây cái đọt nè, đồ nãy của cái đọt nè ha. Đó đây cắm xuống cho anh em coi cái đồ nãy nè, đó nãy là hết tay luôn, em cắm hết tay luôn á đó. Đó đây thì cây này mã số là mã số 4 nha, 420k cho anh em. Đó, bao anh em nại cá luôn. Tiếp theo mã số là mã số 5. Đây mã số 5 cây này quá đẹp rồi. À, mã số 5 cây này quá đẹp luôn. Cây này của UGK. À, màu thì màu giả trúc nha anh em. Đây, bát nè. Thì cây này là khoen bát hãng nha. Cây này dòng khoen bát hãng của hàng UGK, cứng 50 dài 2m4. Cây này được sản xuất ở Trung nha. Hàng Trung xuất Nhật nha anh em. Của UGK. UGK là phiên bản của hàng UGK là thương hiệu của hàng Trung nha. Đây cây này quá đẹp rồi nè, cây carbon nha nè, đi lên cho anh em là cái bu chống sắn luôn anh em ơi. Đây bu chống sắn luôn thì quá ngon rồi. Đây cây này cứng 50 dài 2m4. Rồi ôi cây này quá đẹp rồi nè, trời ơi lên cái cần rồi đã quá đã luôn nè. Đây vũ cho anh em coi nè, nha cắm này à. Bao anh em nãy luôn, rất là nãy anh em. Đây. Đó. Rồi, cây này mã số là mã số 5 ha, mã số 5 này 450 anh em. Cây này 450 thôi. Nè, cứng 50 dài 2m4. Đây, mấy cây này anh em cậu biết nào hư đó. Đây, rồi tiếp theo mã số 6 nha. Mã số 6 VIP luôn. Đây, mã số 6 là một cây cần quá là VIP luôn. Cây này hai cây này là đọt dưới gốc là không trùng nha. Cái này là độ nha anh em. Cây cần này là độ lên độ nha. Cây này cái gốc của nó là gốc ben. Đây gốc của một cây cần ben. Đây ben, gốc ben bao quy tích nè. Ha, gốc ben nha anh em. Nè, gốc ben Mỹ. À, đây dạng khoen của nó là khoen biển. Cái khoen điều 3 là khoen biển xích. Ha, khoen biển xích. Đó, khoen biển xích đi chỉ cho anh em hết trơn luôn nè. Rất là bắt mắt nè ha. Rồi, vô cái đọt nè. Vô cái đọt là cái đọt gì? Đây cái đọt của nó là cái đọt phèn lá nha anh em, đọt phèn lá này quá là đẹp rồi. Đây đọt phèn lá bù chống sóng luôn. Đây cái đọt nè, cái đọt đồ nảy nè, quá nảy luôn. Đây vô khớp nè, được khớp nối thì khỏi chơi luôn anh em ơi. Đây khớp nối nè, quá đẹp luôn đó. Lên để em vũ cho anh em coi nè, trời ơi lên cây cần nó siêu đẹp luôn anh em, quá đẹp rồi đó ha. Anh em nhìn cây cần nè. Đó, đây. Thì cây này độ dài của nó là 2m4 nha. Cỡ 2m45. Cây này 2m45 anh em. Đây, em vũ cho anh em coi. Quá đã luôn. Đây, cắm nè. Thẳng tay luôn nè. Đó, độ nảy của nó. Cây này rất là nảy nha. Độ cứng của nó là tương đương tầm 50 đến 80 nha anh em.
đây độ cứng 50 đến 80. Đó, đây đi dàn khoen lá khỏi chơi rồi ha, cái đọc dàn khoen lá ở dưới là cái góc bên nữa, cây này siêu đẹp luôn. Đó, quá xinh ha. Đó, đây góc bên đọc và đọc khoen lá. Coi thì cây này mã số 6 giá chỉ có 600 thôi, 600k là anh em lấy được cây này ha, bộ khoen không là đủ tiền rồi, còn nó khỏi chi cái bôi. Rồi tiếp theo mã số 7, đây mã số 7 cũng không kém, đây mã số 7 cũng là cận độ độ đọt và gốc nha, gốc với đọt không trùng nhau nha anh em. Này gốc là gốc bát Fuji, cán là cán mút Eva nha. Đây cây gốc này là quấn chỉ hết cho anh em luôn ha. Đây này quán chỉ đi dàn phen Fuji luôn nha, ha quán chỉ hết trơn luôn, đi dàn phen Fuji. Cái gốc là gốc carbon nha anh em, đây cái đọt nè, đọt là carbon hai da nha, đây đọt carbon hai da nè, cuốn đai qua nha, đọt này được cuốn đai qua nè, dòng power mid anh em, carbon hai da, dàn phen thì khỏi chơi luôn. Đó, đây bu xích luôn, wow cái bu xích luôn mới ghê chứ. Rồi thì cây này độ dài của nó là tầm khoảng cỡ 2m4 quá, để em vô cái vô đây vô khớp nối nè, khớp nối nè, quá trời ngon lạnh luôn ha, vô rất là sâu nha anh em, đây vô rất là sâu đó. Đây em sẽ quăng cho anh em vô, nó vô cây cần nè, em nhìn cây cần nè đó. Đây cây này độ cứng tầm 50 nha anh em, quá là ok luôn nè, chẳng hết tay luôn nè đó. Ở trên mình dặn gì anh em dính cá rồi nó công gỡ hậu siêu đá luôn đó. Thì cây này độ dài chắc 2m4 quá, đúng rồi anh em, cây này 2m4 nha. Đây cây này 2m4, vô quá đẹp luôn đó. Rồi cây này 2m4, mã số là mã số 7 nha, mã số 7 nha, giá bất ngờ luôn, cần carbon phen bát Fuji hết trơn luôn, giá chỉ có 470k, cứng 50 dài 2m4 nha anh em. Cây này độ cứng 50 và 2m4, mã số 7 470k. Đây. Rồi, tiếp theo mã số 8. Đây, mã số 8 cũng vậy luôn, cũng là cần độ luôn ha. Cần độ độ đọt và gốc nha anh em. Đây, lên dàn khoen Fuji luôn. Cây này lên dàn khoen Fuji quá đã. Đây, cái gốc. Gốc là một cây gốc của cây cần lua ha, gốc cần lua. Nè, gốc cần lua. Son là M. Ha, gốc là cần lua. Đọt đây, cái đọt lên là cái đọt này của Sakura anh em, cái đọt này của cây cần Sakura nội đi Nhật, cái dòng thủ công Nhật á. Đây cái đọt này nè anh em, nhìn cái dòng chỉ là biết liền luôn. Đây còn cái đọt ở trên này là tháp nha, tháp đặt nha nè, chỗ này là tháp đặt nè, từ khúc này trở lên là tháp đặt nha nè, nó còn chút khúc này trở xuống là phíp nha, còn cái gốc này là gốc carbon nha, gốc này là gốc carbon nha anh em, nó gốc là gốc carbon. Đây em sẽ nói lại, em sẽ vũ cho anh em coi, để anh em coi, để anh em nói mà mấy cây cần nó tháp đọt, nó độ đọt với gốc là nó không có bền. Đây bao bền cho anh em luôn nè, một cây cần nè, thấy không, đi lên dàn khoen 7 màu luôn nè, khoen đều 3 7 màu nha, khoen đều 3 là 7 màu, còn khoen ở trên đây là khoen Fuji hết chân luôn, từ đây trở lên là khoen Fuji hết, còn khoen 13 đề 3 là 7 màu nè. Đây cây này độ dài của nó là 2m4 luôn ha. Cây này cũng là 2m4 luôn nha anh em, độ dài quá đã luôn. Đây cây này cứng tầm 50 đến 80 nha, cây này cứng cỡ 80 nha. Đây độ cứng của nó là 80 nha, vũ cho anh em coi. Đây nè. Cứng 80, quá đã luôn. Đó. Rồi, cây này mã số là mã số 8 nha. Giá chỉ có 450 thôi. Đó. Đây 450 anh em lấy được một cây này, về chơi bao đâm luôn. Ha. Bát Fuji, khoen là Fuji hết trơn luôn, 450 mã số 8, cứng 80, cây này cứng cỡ 80 ha. Rồi tiếp theo mã số là mã số 9 nè. Đây mã số 9 quá đẹp rồi, mã số 9 là 1m8, anh em nào thích 1m8 mình lấy nha. Đây cây là 1m8, một cây Suzumi, đây cây Suzumi 1m8 này. Đây cây này khoen bát Fuji hết trơn luôn nè, cây này cũng là đọt với gốc là không trùng nhau nha, nhưng mà nó vô nó quá chật khớp rồi. Đây nó vô là cũng như là một luôn rồi nè, cây này nó cái gốc cái đọt cũng như một luôn, nó quá chật khớp rồi đó, cũng như là zin luôn đó nè, anh em nhìn cái cần nè, trời ơi nó như zin
đó nè, độ cứng của cây này, cây này cứng là cỡ 80 nè, 50-80 nha nè, cây này cứng cỡ 80 luôn quá, đây cứng 50-80, nó dao động tầm đó đây ha, dao động tầm đó nè. Cái độ nảy của nó rất là đã luôn, đưa cho anh em trên trên xuống mình coi ha, cú cho anh em nè, carbon nha anh em, cây này carbon luôn, cần rất là cứng cáp. Đây nè, cái gốc nè, cái bát nè, bát quá trời đẹp luôn, mút Eva, đây gốc carbon hai da luôn, đây đây đi nè, nó cây này độ cứng là 60 nè, cái đọt này cứng 60-80 nha anh em, dàn phèn fuji hết trơn luôn nha. Đây, dàn phèn của nó là fuji hết trơn luôn, cái đọt rất là to. Đó. Nè. Đồng với nhau luôn ha, hai khúc nè. Gốc với đọt là đồng với nhau luôn, cũng như một luôn ha. Đó. Rồi, thì cây này mã số là mã số 9 nha. Giá cây này là 570k nha anh em. Đó. 570k mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Đây, mã số 10 anh em là thích bạo lực nha. Bạo lực mà đọt đọt đặc nè, cây này đọt đặc. Đây cây này đọt đặc cứng là 120 đến khoai đứng 80 đến 120, cái đọt của nó là đặc nha anh em. Đây đọt đặc đi với cái gốc nè, cái gốc cán nè, cán mút nè, nhìn như cây dâu thái vậy anh em ha. Đó đây càng đỏ ở trên màu đen nha. Đây đút vô cho anh em đó, quá đẹp luôn. Đây đây, độ cứng 80 đến 180 đến 120 nha. Cây này khá là cứng luôn. Cứng lắm anh em. Đó, anh em nào bao anh em lại luôn cái cây đọt đặc nha. Đọt cây này là đọt đặc nha. Bao anh em lại luôn. Rồi, cây này mã số là cây này độ dài cũng là 2m1 luôn nha anh em. Cây này dài 2m1 luôn, cứng 80 đến 120. Nha, mã số là mã số 10, giá là 470k nha. Dàn phèn fuji hết trơn luôn. Tiếp theo mã số 11. Đây 11 nè, 11 là một cây đai hoa, một cây đai hoa độc đặc luôn. Tiếp theo là một cây đai hoa độc đặc nữa nè. Đây một cây đai hoa càng độc đặc nè. Đây vô cái đọt kìa, thợ cây này cái đọt kìa, wow, dàn phèn nha, nhìn dàn phèn không bao giờ đủ tiền luôn rồi. Quen quá trời đẹp, quen rất là to. Anh em nào mà ở miền Tây á, mình câu cá bè, câu cá cha đâu đó, cá cha cá dồ luôn, cây này khỏi chơi luôn anh em. Nè, cái đọc đặc kia bao anh em nãy luôn. Nè, hai tay em cầm hai tay nè, đè xuống nè, thấy không? Đó, chàng quen quá đã trời, cây này. Rồi, cây này dài của nó là 1m8 luôn ha anh em, cây này cũng là 1m8 luôn. Ủa cây kia hồi nãy là 1m8 hay 2m1 ta? Cây này 2m1 đó. Cây này tới 2m1 luôn nha. Cái cây số 10 là 2m1 nha anh em. Em nhập lộn nha, cây số 10 là 2m1. Cây số 11 này mới là 1m8 nha anh em. Đây cây số 11 là 1m8 nha. Dàn phèn quá đẹp luôn, dàn phèn to nè. Cây này cũng đại qua nha, 1m8. Rồi, tiếp theo cây mã số 11 này giá là 450 anh em. Rồi tiếp theo, cuối cùng là một cây cần lua nha. Một cây cần lua dàn phèn là khu di xích hết trơn luôn. Đây dàn phèn fuji xích này, cây gần lua này của Olympic nha, đời cao. Đây cây này tháp đọt nha anh em nè, đây tháp đọt ở đây nè ha, tháp là như không nè, tháp dấu đọt luôn, nó dấu đọt đi vô cái phèn rồi luôn, là anh em hết khỏi nhìn thấy luôn nè, tháp đọt rất là đẹp nha. Nó cây này đâu lua ạch xanh của nó, cây này là M nha, fuji chống sắn luôn, dàn phèn là fuji xích. Cây này cũng như là em bán cho anh em là cái giá cũng như là cái giá bù phèn thôi, bu khoen bu di xích anh em biết rồi nè, bu khoen bu di xích, cây này tới 8 khoen luôn, bu xích chống sắn nữa chứ nè. Đây cây lua nè, để em nói vô cho anh em coi. Đây nè, cây lua quá đẹp luôn anh em. Đây nè, đây vũ nè, rất là nảy nha, cây này rất là nảy luôn, dàn khoen bu di xích đó. Rồi cây này dài của nó là 1m, cây này độ dài của nó là 2m1 lần nha anh em. Wow, cây lùa 2m1 quá ok luôn, cây này 2m1 nha. Đây độ dài 2m1 phèn fuji xích luôn đó. Rồi, giá trị nhiêu, giá chỉ có 500k thôi, rồi bán cũng như là bán cây bù phèn cho anh em vậy đó ha, 500k mã số 12 nha anh em. Đây
xanh cây này là màu nha. Rồi chào anh em nha.